Bí intro quá ta. Hot TikToker làm intro như nào? Tôi làm intro như thế. Hello mọi người, mình là Long Khoa Học. Mình sẽ review bộ thông tắc cống cực kỳ cute cho mọi người. Cái bình được làm bằng kim loại. Nó có một đầu dây để nối sâu ở bên trong ống cống. Let it go, let it. Nó có dạng bọt, hơi mùi thơm của chanh. Sau khi xịt xong, nó sẽ nở ra một chút. Chăm nghe không bằng một sờ, phải thử. Đây là tình trạng bồn rửa mặt của mẹ tôi. Bế tắc như cách chinh phục cờ rút của bạn. Thương ạ, anh yêu em nhiều không? Đút sâu ống vào bên trong bồn xịt. Úi dồi ôi, trông nó phê chưa? Chất bẩn đi ra ao ạt. Mớ tội là bọt lâu tan nên phải gạt tay. Xịt thêm một phát nữa. Đấy, bạn thấy nó kéo ra mấy lọn tóc làm tắc cống. Chiến chưa? Tưởng nó thành công, ai ngờ vẫn tắc các bạn ạ. Mà hết sừ luôn cả cái bình. Vết cứng đầu bên trong nó không thể làm tan được. Cái này nó chỉ mang tính là vệ sinh thôi các bạn ạ. Công bằng để mà nói thì cái thông tắc cống này nó cũng hiệu quả. Nhưng mà nó sẽ hiệu quả những cái trường hợp nhẹ thôi. Tắc quá thì thôi chịu, tốn tiền. À không, mình rất dễ thương.